đâu phải đổi cây lại gì đâu anh Tý. Xin được mến chào quý khán giả, những người bộ đường túc cầu của hệ sinh thái truyền thông thể thao Gon Airplay. Đây là những hình ảnh đến từ sân NCT Soccer. Trận đấu giữa câu lạc bộ Amos Sport và câu lạc bộ New Look. Khuôn khổ và bóng đá kết nối đam mê, gia hữu sang 7 người. Hiệp đấu thứ nhất đã được bắt đầu. Trận đấu của Amos Sport với đội hình chủ tịch câu lạc bộ Lê Hoàng Ân, Tấn Thái Duy Anh Tô, Nguyễn Hoàng Ân, Dư Em, Nhân Xê Lô, Thành Nguyễn, Hoàng Nam cùng với thủ thành Hữu Huy, Tấn Tài. Trần Tấn Tài mang áo số 8, số 94 Phạm Thành Phú, số 97 Trần Văn Khải, số 9 Nguyễn Văn Đức, thủ thành Minh Quy. Tầm nhỏ đưa bóng vào trong. Không có gì nguy hiểm Hoàng Ân. Ngọc Đức. Thành Nguyễn, Hoàng Nam. Xin cảm ơn anh Trần Quốc Anh. Anh Trần Quốc Anh đã có lời cổ vũ dành cho người anh em của mình, đó là anh Nguyễn Hoàng Dư. Qua một góc. Pha trả bóng bắt đầu. Pha bung lên. Văn Đức là người có tình huống trả bóng bắt đầu quả góc tiếp theo. Văn Đức. Ngọc Đức. Thanh Sang. Thanh Sang là một trong hai thủ môn của phía New Look ở trong trận đấu này. Minh Tâm. Vào. 1-0 cho các cầu thủ đến từ câu lạc bộ New Look. Đặng Minh Tâm là người ghi bàn. Tâm nhỏ đã thành công với một tình huống dứt điểm chìm bóng đi chéo góc cầu môn khung thành của thủ môn Hữu Huy phía Amos Sport. Hoàng Ân khá nguy hiểm, cú đá bằng chân phải của Hoàng Ân. Chúng ta cùng theo dõi lại pha ghi bàn bằng chân phải của Minh Tâm. Văn Đức. Thành Nguyễn. Thành Nguyễn cũng thi đấu trong áo của câu lạc bộ anh em cùng với Ân Nani. Hoàng Nam. Pha dứt điểm từ khá xa. Pha bông lên. Hữu Huy. Toyota Bến Tre. Hoàng Nam. Đã không, đây là Hoài Ân. Thái Riento, Ngọc Đức.
Thanh Sang. Xin cảm ơn Nguyễn Phong. Minh Tâm. Thành Nguyễn. Hoàng Nam. Quả đá biên. Quả đá biên dành cho các cầu thủ đến từ A Mập. Hoàng Ân. Minh Tâm. Tấn Tài. Thành Nguyễn là người chạm bóng. Hữu Huy phá bóng lên. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ của câu lạc bộ New Look. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đó là Đặng Minh Tâm, cầu thủ mang áo số 53. Còn có biệt danh là Tâm Nhỏ, Hoài Ân. Bóng đã về chân của Tâm Nhỏ. Minh Tâm. Đá phạt lên. Bóng chạm tay của một chiếu trắng. Thái Riento. Ngọc Đức. Ngọc Đức cũng đến từ câu lạc bộ Daspier tốc độ. Hoàng Ân. Thành Nguyễn. Đá biên. Trận đấu đang được ghi hình và phát sóng trên nền tảng Facebook Gone Play, truyền thông thể thao Hữu Huy. Hoàng Ngân liên tiếp có những lời nhắc nhở thật sự hữu ích cho các người đồng đội. Hoàng Ngân. Hoàng Nam. Ngọc Đức. Văn Đức. Đường chuyền hay, Hữu Huy đã băng lên. Cú đá đầu tiên đã chạm vào Hữu Huy, có thể ghi điểm hay không? Bóng đã chạm vào hậu vệ. Cú đá tiếp theo đã chạm vào thủ môn, Hữu Huy đi ra ngoài quả đá biên. Tình huống gây sóng gió với hai cú dứt điểm. Tấn Tài. Đây, cơ lê sở trường của Tấn Tài. Bóng đã chạm vào, Thành Nguyễn đi ra ngoài. Thành Nguyễn luôn xuất hiện đúng lúc. Màn phòng ngự của các cầu thủ A Mập Sport, chiến xuất mang áo số 68 là người con của quê hương Tân Thạch, Châu Thành. Đá một góc. Minh Tâm. Cú đá Hữu Huy. Hữu Huy ngày hôm nay đang có một phong độ cực kỳ ổn định. Tuy nhiên đường phát bóng vừa rồi là hơi khó cho chủ tịch câu lạc bộ A Mập Sport. Tâm Nhỏ. Tấn Tài. Đây là cú đá thứ hai bằng chân phải của Tấn Tài. Chúng ta cùng theo dõi lại bà pha ghi bàn của Đặng Minh Tâm. Cú bắt vô lê rất tốt bằng chân thần. Hoàng Nam. Hoàng Nam có qua người đây không? Đá biên. Thanh Sang. Tân Thái. Tân Thái cũng từng thi đấu trong áo của câu lạc bộ The Red Card và câu lạc bộ Salon Đinh Nguyễn. Minh Tâm đảo chân, giữ bóng quá lâu, Thành Nguyễn, Ngọc Đức là người vừa lùi về, Hữu Huy. Hoàng Ân. Hoàng Ân đang là người điều tiết nhiệt độ khu vực dưới sân của các thủ A Mập Sport. Và xử lý của chủ tịch câu lạc bộ, bóng đã chạm vào hậu vệ đi ra ngoài. Bóng đã chạm vào Thanh Phú, đá biên. Ngọc Đức, Hoài Ân. Không có gì khó khăn cho Sang GK. Những tình huống phối hợp dài không phải là sở trường của các cầu thủ trắng New Look. Thành Nguyễn.
Hoài Ân. Hữu Huy đã băng lên kịp thời. Và phối hợp tấn công bên lăng cánh trái của Quốc Hậu và Trí Cường. Thành Nguyễn, Ngọc Đức, được chuyền hay. Hoàng Ân, một pha dứt điểm rất tinh tế. Một phần phong cách của cầu thủ đến từ quê hương xứ Dừa. Một điều, Nguyễn Hoàng Ân là người ghi bàn. Chúng ta cùng theo dõi lại đường chuyền rất vừa tầm của Ngọc Đức dành cho Hoàng Ân. Hoàng Ân không dứt điểm mà mạnh mà dứt điểm chính xác. Bóng đá bên chân của tầm nhỏ. Một pha đặt lòng đã đưa bóng đi chật cầu môn. Hồ Huy. Hoàng Ân. Hoài Ân. Thái Duyên Tâu. Bóng đã chạm vào Thanh Phú. Phạm Thanh Phú. Thanh Phú và Trần Văn Khải đã có mặt rất là sớm để chuẩn bị cho trận đấu này phía các anh em của New Look. Không quên gửi lời cảm ơn đến Thanh Phú, Văn Khải và các anh em của New Look cùng với Hoài Ân và toàn đội Amal Sport đã thương ủng hộ cho sân NCT Sóc Khơ, Ngọc Đức cũng như là đơn vị truyền thông God Airplay. Thái Duyên Tâu. Hoài Ân. Ngoài việc theo dõi live stream trên nền tảng Facebook, các anh em có thể edit một clip cú đá từ xa thành xe trên nền tảng YouTube Gold Media. Và xử lý rất kinh nghiệm của Thành Nguyễn. Mới khen Thành Nguyễn, tuy nhiên cầu thủ này đã đẩy bóng hơi dài. Bóng lấy bên chân của các cầu thủ New Look. Tấn Thái Duy Tô. Tầm nhỏ đã thừa bóng trở lại. Tầm nhỏ có lối chơi thiên về kỹ thuật nhiều. Tầm nhỏ pha đặt lòng ăn vào mũi dài. Pha bông lên. Hoàng Nam. Hữu Huy. Tấn Thái. Thành Nguyễn. Được trả về hẹn nào. Hoàng Ân. Phối hợp hay cùng với Ngọc Đức. Được trả về. Chúng ta có lạc bảo Hoài Ân. Hoài Ân. Cơ hội một cách nào đó đã trôi qua. Pha phối hợp chuyển quá bàn thắng thành cơ hội đến từ cặp đôi Thái Duyên Tô và Hoài Ân. Ngọc Đức. Quốc Hậu. Trí Cường. Có thể được bóng bao trong hay không? Bóng bao còn trong sân. Chuyển xúc của New Look đang chờ đợi các người đồng đội. Ngọc Đức đã đọc được tình huống vừa rồi. Thái Duyên Tô, Hoàng Nam. Hoàng Ân. Hoài Ân. Hoàng Nam. Trước đó thì Hoài Ân cũng đã có một cơ hội. Hoài Ân có thể dứt điểm một chạm. Tấn Tài. Ở tình huống đó thì Tấn Thái là người chạm bóng cuối cùng. Thanh Sang. Không vào. Thanh Sang đã tỏa sáng cú thua cho đội nhà câu lạc bộ New Look. Tỷ số vẫn đang là một đều. New Look đã mở tỷ số với pha ghi bàn của cầu thủ mang áo số 53 Đặng Minh Tâm. Tâm nhỏ. Sự thay đổi người đầu tiên. Tuy nhiên sau đó phút thì Nguyễn Hoàng Ân với đường chuyền của Ngọc Đức từ giữa sân đã có một cú dứt điểm ở góc gần mang về bàn thắng sau bàn tỷ số một đều cho các cầu thủ thi đấu trong trang phục sắc hồng cánh sen Amal Sport.
Tấn Tài. Lá bài tẩy của Amasport trong trận đấu này đó là thần tài xứ Dương, Nguyễn Hoàng Dư. Đa biên Thành Nguyễn, Hữu Huy. Vâng, đường truyền hơi khó cho Hoàng Ân. Trong mỗi trận đấu thì Hoàng Ân phải nói là gồng gánh rất là nặng nề trên đôi vai của mình. Ngọc Đức. Thanh Sen. Thanh Sen cũng đã có một pha cứu thua rất đẹp mắt trong hiệp đồng hiệp 1. Đường mở bóng Hữu Huy. New Love đã chuyển sang phối hợp dài, tuy nhiên những đường truyền vượt tuyến chưa mang lại nhiều hiệu quả lắm mấy bạn. Hoàng Ân so với các bài phối hợp ngắn đây, tiếp tục là Hoàng Ân tiếp bóng rất tốt, không có nhiều góc sút. Ngọc Đức là người Văn Đức là người đã chạm bóng. Hoài Ân. Hoài Ân ngày càng toàn diện hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm của mình. Hoàng Nam không chỉ thi đấu tại sân 7. Ngọc Đức, Ngọc Đức chỉ điểm không gần. Thành Sang, Thành Sang phản xạ cứ kia nhanh nhẹn này cùng gỗ của câu lạc bộ New Look trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu được diễn ra vào lúc 17:35 ngày 28/3/2024. Bóng đá về chân của đội lớp tại sân NCT Sóc Sơn, vòng xoay giao long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sẽ là một quả đá biên lên, được truyền chuyển cánh lạ hơi mạnh cho người đồng đội Quốc Hậu. Không, đó là Thành Phú. Đăng Thái Riento. Shin Búc Chi đã được tăng cường phía đội hình của câu lạc bộ New Look. Thanh Sang, hiệp đấu thứ nhất cũng đã trôi qua được 15 phút. Tỷ số là 1-1. Shibuchi tấn tài 3-2. Đây, tầm nhỏ chưa thể có một pha chạm bóng, cơ hội đã trôi qua. Một pha phản công 3-2 với ngòi nổ tấn tài. Tấn tài có thể dứt điểm luôn mấy bạn. Thành Nguyễn. Hoàng Ân. Ngọc Đức. Thành Nguyễn. Ban ghế huấn luyện của Amasport yêu cầu các cầu thủ của mình phối hợp càng ít chạm càng tốt mấy bạn. Hữu Huy. Thành Nguyễn rất bình tĩnh. Anh Thành thì anh thiên về sang 11 nhiều mấy bạn. Hoàng Nam. Thành Nguyễn. Shibuchi, đá biên. Nòng cốt của Amasport đến từ quê hương Châu Thành, các người con của quê hương Giao Long, An Hóa, Tân Thạch. Tấn Tài. Tấn Tài rất khỏe. Bóng đá về chân của New Look. Đá biên lên, Ngọc Đức là người đã có tình huống tranh chấp vừa rồi. Ngọc Đức có lối chơi thiên về sức mạnh và thế lực. Ngọc Đức. Hoàng Ân. Hoàng Nam. Nguyễn Hoàng Ân. Lê Hoàng Ân. Hữu Huy. Và xử lý khá bình tĩnh. Hoàng Nam. Cơ hội cho Hoàng Nam. Ngọc Đức. Thành Nguyễn sẽ được cho nghỉ ngơi trong ít phút các bạn. Công Phượng là người bào thai. Công Phượng thi đấu cũng rất là ăn ý với lối chơi của Nguyễn Hoàng Ân. Hai anh em đều là mẫu cầu thủ thi đấu hiệu quả sân 7 của Bến Tre nha các bạn.
Khoan ngang, Amal Sport ngoài những sự bổ sung của cặp đôi anh em ruột Hoàng Ân và Hoàng Dư còn có nhân Sancelo, Sibucci. Đây! Thẩm Thái đã qua giải đợt tấn công vừa rồi, tiếp bước ngược rất tốt. Ngọc Văn Đức, Minh Tâm, Tâm Nhỏ, Đặt Long, không có gì khó khăn cho Hữu Huy. Sóng gió đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 1-1 trận đấu giữa câu lạc bộ Amal Sport của chủ tịch câu lạc bộ Hoài An và câu lạc bộ New Look. Công Phượng đã bào thai cho Thành Nguyễn. Anh Thành đã đá rất tốt ở thời gian đầu của hiệp 1. Hữu Huy, Tấn Tài, Công Phượng, đường chuyền bằng đầu của Tấn Tài dành cho Minh Tâm. Hoàng Ân, Công Phượng chưa chủ động che chắn trong tình huống vừa rồi. Văn Đức, sân bãi chúng ta phải che người rồi mới xử lý được các bạn. Ngọc Đức, Hoài Ân, Sibucci, Thành Phú, Sibucci, Sibucci dứt điểm và Bobo 2-1. Một cú đá chìm của Sibucci. Hữu Huy bị khuất tầm nhìn trong tình huống vừa rồi, bóng đã đi qua giữa hai cầu thủ áo hồng các bạn. 2-1 nghiêng về câu lạc bộ New Look. Sibucci là người ghi bàn, pha dứt điểm ở góc gần bằng chân phải. Sau bàn thắng vừa rồi thì thần tài xứ dừa Hoàng Dư sẽ được tung vào sân. Anh Trần Quốc Anh cũng đang cổ vũ cho người bạn thân của mình, đó là anh Hoàng Dư trong trận đấu này. Mong rằng Hoàng Dư sẽ ghi bàn. Sibucci, anh Quốc Anh đến từ Cao Khanh, Tiền Giang nha các bạn, Academy. Hôm nay cũng có anh chủ tịch câu lạc bộ của Cao Gia Phát, đó là anh Linh Danny, cùng với cô công chúa của mình đang theo dõi trận đấu này. Hoàng Ân rất nỗ lực. Hoàng Ân đã che chắn kinh nghiệm lắm các bạn. Tình huống vừa rồi Hoàng Ân có thể ngã và đá phạt lên. Hữu Huy, Ngọc Đức, Công Phượng, Nhân Sancelo, Ngọc Đức, Nhân Sancelo cũng thi đấu trong màu áo của vật liệu xây dựng Hiệp Phát, đội bóng của Dũng Khánh Hoài Khanh. Hữu Huy, Công Phượng, Thái Rianto, Ngọc Đức, Nhân Sancelo, Hoàng Ân. Đường truyền của Hoàng Dư dành cho Ngọc Đức. Phản công. Anh em ruột Hoàng Ân và Hoàng Dư cũng thi đấu trong áo của câu lạc bộ Nhã Spa ở giải bóng đá mừng Đảng mừng Xuân năm 2024 do công an tỉnh Bến Tre tổ chức. Tấn Tài, Tuấn Kiệt, bóng đã chạm vào Công Phượng. Mong rằng anh Hoàng Dư cũng sẽ sớm khôi phục lại phong độ của mình. Bóng đã chạm vào Tấn Thái. Thời niên thiếu thì anh Dư được xem là thần đồng bóng đá của An Hóa và cả Bến Tre nha các bạn. Tuấn Kiệt, Minh Phương, đây Hoàng Ân, Sibucci, Bác Bô Lê, Nhân Sai Lô, Ngọc Đức, Minh Phương, cú đá, bóng đi chéo góc, cắt ngang mà khung thành pháp lên.
Hoàng Ân. Hoàng Như. Nhà Celo. Đầu góc bóng chạm vào Tấn Tài. Tấn Tài là người chạm bóng. Phạm Hồng Thuận là sự bổ sung đến từ câu lạc bộ Đuôi Lấp trong hiệp đấu này. Hoàng Dư, Ngọc Đức. Chị hiểu ý, anh Hoàng Dư thì có những bài phối hợp ở cự ly ngắn rất là hay các bạn. Hoàng Ân. Hoàng Dư. Công Phượng. Thái Riêng Tô, nhân xe lô. Công Phượng. Hoàng Dư, đây được chuyền 2-2. Bóng đã chạm vào thủ thành Thanh Sang của đá Ngọc Đức. Cơ hội đã trôi qua. Tuấn Kiệt. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn nha bạn. Với sự góp mặt của câu lạc bộ A1 Sport và câu lạc bộ New Loop. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về New Loop. Xin Bút Chì và Minh Tâm Nhỏ là các cầu thủ đã ghi bàn cho New Loop. Nguyễn Hoàng Ân là người đã sai bằng tỷ số 1-1 cho câu lạc bộ A Mập. Và một bóng rất thoáng dành cho Tấn Thái Rento đến từ Hoàng Dương. Được chuyển tiếp theo, nhấn xe lô. Xe lô đi bóng bất đông. Được chuyển hay. Chưa được. Và dứt điểm tiếng 2 của anh Hoàng Dương. Cú đá là chưa đủ cảm giác các bạn. Tấn Tài. Nhấn xe lô. Minh Phương. Hoàng Ân rất kinh nghiệm. Hồ Huy. Ngọc Đức. Hoàng Ân. Tấn Thái. Hoàng Dư. Tiếp tục làm đường chuyền có cảm giác. Công Phượng. Vào. Công Phượng cũng hiếm hoi khi chúng ta thấy được cầu thủ này ghi bàn thắng nha các bạn. Được kiến tạo của anh Nguyễn Hoàng Dư. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền vừa rồi và cú đá tiếp theo bằng chân trái của Công Phượng. 2-2. Minh Phương. 4 bàn thắng đã được ghi. Tấn Tài, cú đá, Hữu Huy. Không có gì khó khăn cho Hữu Huy. Cú đá bằng chân phải của Tấn Tài. Tấn Tài đã có 4 tình huống dứt điểm trong hiệp 1. Hữu Huy. Sau khi có được bàn thắng sang bàn tỷ số 2-2 thì A1 Sport cũng đã chủ động thi đấu chậm trở lại các bạn. Hoàng Dư. Anh Dư muốn phối hợp bằng gót. Tấn Kiệt là người đã can thiệp. Thanh xe. Lợi thế của New Loop trong hiệp 1 này phải nhắc đến những cái tên như là thủ môn Thanh Sang, tiền vệ Tấn Tài, Sim Búc Chi, cặp đôi Thanh Phú và Văn Khải, nhân xe lô. Hoàng Dư, Tấn Tài, Sim Búc Chi. Bóng đã chạm vào một hậu vệ và sang ngang. Khung thành của Hữu Huy. Tấn Tài. Nếu như đó là một bàn thắng thì sẽ là một clip dành cho Sim Búc Chi. Ngọc Đức. Các anh em có thể edit các clip dành cho mình trên nền tảng YouTube Gon Media. Công Phượng. Nhân xe lô. Hoàng Ân. Hoàng Dư. Được chuyền bằng má ngoài chứ phải. Công Phượng một cách nào đó chưa. Bóng cũng hơi bất ngờ.
Thủ thành Thanh Sang đã băng ra khiến cho khả năng quan sát của Công Phượng bị hạn chế. Bạn đường chuyền rất hay và chính xác bằng chân phải của anh Hoàng Dư. Minh Phương. Điều lấp. Chưa được. Pha bóng lên. Hoàng Dư. Công Phượng. Ngọc Đức. Tấn Kiệt. Đường chuyền vừa rồi là không chính xác cho Ngọc Đức. Có thể dứt điểm hay không? Tấn Tài và Sibucci. Phạt bóng lên, cú đá thứ 5 bằng chân phải của Trần Tấn Tài. Trí Cường sẽ là sự bổ sung đến từ hàng tấn công của Điều Lấp. Tấn Thái. Hoàng Ân. Nhật Xe Lâu. Ngọc Đức. Tấn Thái. Tình trạng đã băng ra. Đa Biên. Pha bông lên. Xí bút chì chưa thể có một pha xử lý. Trịnh Quang Phú sẽ là cầu thủ được tung vào sân. Quang Phú vào thay cho Ngọc Đức. Hoàng Dư. Công Phượng. Nha Xe Lâu. Thanh Sang. Quang Phú. Và xử lý tốt. Nhận sai Xe Lâu. Bóng đã chạm hầu. Hậu vệ. Thủ thông môn Thanh Sang đã bắt được gọn được trái bóng. Minh Phương. Hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua được hơn 50% thời gian chính thức. Tỷ số đang là 2-2. Trận đấu giữa câu lạc bộ Amos Sport thi đấu trong trang phục sắc hồng cánh sen và câu lạc bộ New Lup trong trang phục mà sắc trắng. Hữu Huy, New Lup là đội đã mở tỷ số với pha ghi bàn của cầu thủ mang áo số 53 Minh Tâm, Quang Phú. Sau đó thì cầu thủ Nguyễn Hoàng Ân đã sang bàn tỷ số 1-1. Sibucci đã nâng tỷ số lên thành 2-1 cho các cầu thủ đến từ New Lup trong hiệp đấu này. Trịnh Quang Phú. Công Phượng là người đã sang bàn tỷ số 2-2. Tấn Thái cho câu lạc bộ Amos Sport. Một tình huống phá bóng gây đau lòng cho anh Hoàng Rivando. Công Phượng xin cảm ơn anh chủ tịch câu lạc bộ NQK Nguyễn Quang Khánh rất là nhiều. Hoàng Dư, Hoàng Dư. Vâng, và đã có bàn thắng dành cho anh Dư. 3-2. Hai anh em ruột đã ghi bàn cho Amos Sport. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá bằng chân phải. Ba hai. Hoàng Dư là người đã giúp cho các cầu thủ sắc hồng cánh sen vươn lên. Bóng là cho Hữu Huy, nỗ lực đến từ Trí Cường. Nhịp độ của trận đấu đang được đẩy cao hơn khi mà hiệp 1 đã trôi sang nửa sau các bạn. Công Phượng. Vâng.
hầu như là các cầu thủ thi đấu tại sân NCT Football thường xuyên muốn đá dài, còn cặp đôi như là anh em Hoàng Ân, Hoàng Dư hay là Công Phượng đều thích phối hợp nhỏ như các bạn. Tấn Thái, điều này sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong lối chơi. Tấn Tài, Tấn Kiệt, khá nguy hiểm. Tấn Kiệt dứt điểm chứ không phải là đường chuyền dành cho Trí Cường. Hoàng Ân cũng đã lùi về kịp thời. Đây sẽ là một thử thách không hề nhỏ cho anh Hoàng Rivaldo để có thể tìm lại trái bóng vừa rồi. Hoàng Ân, Hoàng Phú, Nhật Xe Lô. Anh Hoàng chỉ có thể nhờ sự hỗ trợ đến từ em Tấn Đạt mà thôi. Hoàng Dư, Nhật Xe Lô. Điều trị trước đó bằng mã ngoài chân phải của anh Hoàng Dư. Anh Dư có khả năng thực hiện các cú tri-vê-la rất đẹp mắt. Đóng góc cho Nhân Xe Lô. Tướng Kiệt. Thời gian gần đây thì Tướng Kiệt có phần xu hướng thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự. Với bộ kỹ năng và tốc độ của mình thì Tuấn Kiệt là một trong những hậu vệ cánh rất khó chịu, với khả năng đeo bám dễ dãn. Quả thẳng của anh Hoàng Dư. Anh Hoàng Dư cũng đã từng mang về những bàn thắng trên chấm phạt góc sân 11 nha các bạn. Thanh Sang, Tấn Tài. Sân 1, chúng ta phải nhắc đến giải bóng đá vô địch sân 11 người năm 2023 thì anh Hoàng Dư đã giúp cho các cầu thủ Mỏ Cày Nam vươn lên ngôi vô địch. Nhân Sân Sơ Lô, đặc biệt là ở trận đấu ở vòng đấu bảng cùng với các thủ Bình Đại, anh Hoàng Dư đã có một quả đá phạt rất đẹp mắt mang về bàn thắng quan trọng cho các cầu thủ Mỏ Cày Nam. Xin hẹn gặp lại anh Lê Đan Đi, Hoàng Ân, chủ tịch câu lạc bộ Cao Gia Phát. Mà Hoàng Ân cũng tránh va chạm trong tình huống vừa rồi. Hoàng Dư, Tấn Thái đã hiểu ý của Hoàng Dư. Dư Anh, đường chuyền có đêm rồi. Hoàng Phú, Nhật Xe Lô đây. Công Phượng, vào. Công Phượng ghi bàn mà không bắt tay anh Dư luôn mấy bạn ơi. Anh Dư là người kiến tạo. Cú đúp dành cho Công Phượng. Nhân Xe Lô là người đưa ra đường chuyền quyết định. Anh Hoàng Dư đã đồng đội không dứt điểm mà thực hiện đường trở về. 4-2 cho câu lạc bộ Amal Sport. Tinh thần thi đấu đoàn kết và lối chơi chặt chẽ đang giúp cho Amal Sport có được những bàn thắng vươn lên. Niu Lốc cần phải bình tĩnh trở lại. Niu Lốc đã thi đấu cực kỳ hiệu quả trong thời gian nửa đầu của hiệp đấu thứ nhất. Tuy nhiên, sau khi các cầu thủ của Amal Sport đã có những sự điều chỉnh về nhân sự như là Công Phượng và anh Hoàng Dư. Công Phượng, cặp đôi này đang thi đấu cực kỳ mạnh mẽ và vô cùng khôn lường, nguy hiểm quá mấy bạn ơi. Tiếp tục là bàn thắng. Nhân Sancelo là người ghi bàn. Năm 2. Sibucci, với sự góp mặt của Hoàng Ân nơi hàng phòng ngự thì các cầu thủ của A Mộc khá tự tin. Hồng Thuận là người có cú đá vừa rồi. Xin đạp điện đá cặp cùng với Sibucci. Hữu Huy, Nhân San Celo, Hoàng Ân. Chưa được.
Tuấn Kiệt. Vâng, vậy là không hề khó khăn thì anh Hoàng Rivando đã tìm lại được trái bóng vừa rồi mấy bạn. Tiết Cường. Sĩ Bút Chì và Tấn Tài và Trí Cường cũng thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ nhiều biểu tây. Phản công 3-3 chiếu hồng, Hoàng Dư, Quang Phú và Thái Riêng Tô. Không hiểu ý. Hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 5-2 nghiêng về các cầu thủ của A Mập. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào hiệp 2. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng vời qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim
tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn quyết lên. Trong tay ra sân cùng vơi qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Mến chào quý khán giả và các bạn đã trở lại với diễn biến chính của hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu đang được ghi hình trực tiếp tại sân NCT Sóc Khơn, vòng xoay Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, giữa câu lạc bộ Amal Sport và câu lạc bộ New Look. Trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá giao hữu sân 7 người kết nối đam mê năm 2024. Châu Thành cảm ơn các cầu thủ của hai đội bóng cũng như là hai vị chủ tịch câu lạc bộ đã thương ủng hộ cho sân NCT Sóc Khơn của anh Nguyễn Công Thành. Hiệp 2 đã được bắt đầu, cú đá đầu tiên của anh Hoàng Dư. Anh Dư đã để lại dấu ấn của mình trong trận đấu này với những tình huống kiến tạo. Shibuchi kèm với một bàn thắng. Shibuchi muốn phối hợp với Tuấn Kiệt. So với lối chơi phối hợp nhỏ, cự ly ngắn của Amal Sport thì New Look chỉ có thể thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến trong hiệp đấu vừa qua. A Mập, Hoài An, Thành Sang đã được đôn lên thi đấu nơi vị trí cầu thủ. Hoàng An cho thủ thành Minh Quy được vào bắt chính trong hiệp 2. Hữu Huy, Hoài An, Hoàng An. Đây là Hoài An. Quang Phú. Duy Khánh. Thành Sang, Minh Phương, Thành Sang, Hoài Ân, Hoàng Nam, Hoàng Ân, Duy Khánh, Minh Phương đã có bàn thắng. 3 năm cho các cầu thủ đến từ câu lạc bộ New Look. Tuấn Kiệt là người ghi bàn. Hoàng Ân được chìm một chạm bằng chân trái chính xác của Hoàng Ân dành cho Hoàng Nam. Hoàng Nam đưa bóng vào trong, không có một cầu thủ nào băng lên nơi vị trí cột 2. So với Công Phượng và Hoàng Dư thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm thì bước sang hiệp 2 này Quang Phú là người đã vào thay cho Công Phượng thi đấu cùng với anh Hoàng Dư. Hữu Huy, Hoài An, chủ tịch câu lạc bộ Amal Sport. Hữu Huy
Hoài Ân. Thành Sang dưới đây bằng chân trái, bóng đã chạm vào bật ra. Thành Minh Phương dưới đây tiếp theo, bóng được chạm vào, Hữu Huy đi ra ngoài. Quả đá một góc. Những tình huống chuyển trạng thái rất nhanh của câu lạc bộ New Look. Tuy lợi thế đang nghiêng về A Mập nhưng mà New Look cho thấy là đội bóng này không hề có từ bỏ cuộc đâu bạn. Hữu Huy. Hoàng Nam. Đá biên cho Hoàng Nam. Nguyễn Hoàng Nam. Trịnh Quang Phú ở bên trong. Đây, bỏ bỏ bỏ. Trịnh Quang Phú cũng sẽ có được cú đúp dành cho mình. Quang Phú đã ghi bàn thắng đầu tiên trong hiệp 1. Đường kiến tạo của Nguyễn Hoàng Nam. Minh Quy đã băng ra nhưng mà không kịp các bạn. Trịnh Quang Phú đã có một cú dứt điểm rất nhanh. 6-3 nghiêng về câu lạc bộ A Mập Sport. New Look đã có sự tăng cường đến từ Sim Búc Chì và Tuấn Kiệt. Hai cầu thủ này cũng đã khá ăn ý với nhau. Hoàng Dư. Quang Phú. Hoàng Nam. Đá đau. Vào. Hat-trick cho Trịnh Quang Phú. Trong trận đấu mà cả Công Phượng và Quang Phú đều đã ghi bàn. Bảy ba. Minh Phương. A Mập bót với lối chơi hiện đại. Tuấn Kiệt đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Cú đúp dành cho Tuấn Kiệt. Neymar. Bốn bảy cho câu lạc bộ New Look. New Look đang chứng tỏ được tinh thần thắng không kêu mà bại không nản nha bạn. Hoài Ân. Quang Phú. Có thể là thời điểm hiện tại với lối chơi phối hợp thì A Mập Sport lợi thế so với câu lạc bộ New Look, nhưng mà với sức trẻ và tổ đấu của mình thì New Look sẽ có nhiều thế lực hơn. Với lối chơi nhanh, Hoàng Phú. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Hoàng Nam đường truyền hơi mạnh. Duy Khánh. Hoàng Phú. Sim Búc Chì. Thanh Sang là người can thiệp trước đó. Thanh Sang. Sư Búc Chi khởi trống. Đã có bàn thắng thứ 5 cho các cầu thủ đến từ New Look. Sư Búc Chi là người ghi bàn. Tinh thần của New Look đang vùng lên rất là mạnh mẽ. Trời phai. Sư Búc Chi cũng có lối chơi giống như Công Phượng nha bạn. Hoàng Ân. Quang Phú. Hoài Ân. Đá biên. Minh Phương. Sư Búc Chì. Thành Sang. Thành Sang vượt qua được một chiếu hồng, đưa qua bóng qua chân trái, bóng đã chạm vào khung thành. Sau khi đưa bóng qua chân thận thì góc sút của Thanh Sang cũng đã khép lại một phần nào đó rồi bạn. Phong lên.
Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng của Tuấn Kiệt. Trịnh Quang Phú. Tỷ số đang là 7-5. Nghiêng về câu lạc bộ A Mộc Sport. New Lớp đã thể hiện được dấu hiệu tích cực trong lối chơi của mình với những bàn thắng liên tiếp trong hiệp 2. Sibucci, Tấn Kiệt, Thanh Sang, Tấn Tài là các cầu thủ phải đáng nhắc đến của New Lớp. Hoàng Ân, Nguyễn Hoàng Ân, Thanh Sang tranh chấp rất khỏe mấy bạn. Tuy anh Sang cũng đã bắt xuyên suốt trong hiệp 1. Sibucci khoảng trống. Tuấn Kiệt, Thanh Sang tiếng 2, bỏ chưa. Một cách nào đó đã có bàn thắng tiếp theo các bạn. 6-7. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá đầu tiên của Thanh Sang, bóng đã trúng vào cột dọc. Cú dứt điểm tiếp theo của cầu thủ đến từ New Lớp cũng trúng vào mép trong cột dọc nữa các bạn. Cách biệt chỉ còn một bàn. Đây tiếp tục là câu hỏi dành cho Tứ Kiệt. Hữu Huy là người đã chạm bóng. Số 2 tên gì anh? Đó số 2 á. Quốc Hậu là người đã ghi bàn thắng. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Dương. Anh Dương cũng tấn tài. Hữu Huy không có gì khó khăn. Hữu Huy và Tấn Kiệt cũng từng thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ vật tư nông nghiệp An Trường Thịnh. Tấn Tài, Minh Phương rất hấp dẫn nha mấy bạn. Thanh Sang, hiệp 2 này là thuộc về câu lạc bộ New Lớp. New Lớp đã đẩy đội hình lên rất cao và đã rút ngắn tỷ số chỉ còn một bàn. Minh Quy, Tấn Tài, Quốc Hậu, Tuấn Kiệt, Sinh Bút Chì là các cầu thủ đã ghi bàn thắng cho New Lớp trong 2. Trịnh Quang Phú xử lý rất tốt. Duy Khánh, Hoài Ân, Thanh Xe đánh đầu chưa được một pha. Sẽ tới nữa là có một cái clip cho cầu thủ Hà Mạo Sport các bạn. Hoài Ân, Minh Phương, anh Dư rất nỗ lực. Hoàng Ân, bóng đã chạm vào Thanh Sang. Hàng phòng ngự đã kịp thời bọc lót cho thủ thành Minh Quy. Hoàng Dư phạt bóng lên, một cú bắt bô lê chân phải của anh Dư. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống nguy hiểm trước đó các bạn. Trước đó thì Hoàng Ân đã dứt điểm trúng vào Thanh Sang. Sibucci, Tấn Tài, Trần Tấn Tài, Quốc Hậu, đường trả về, đường chuyền đã bị Duy Khánh can thiệp, đường chuyền cũng hơi nhẹ. Hoàng Ân, Hoàng Nam cho Tấn Tài. Hoàng Nam đưa bóng vào trong, bóng đã chạm vào Minh Phương. Minh Phương phá bóng lên. Sibucci, cách biệt chỉ còn một bàn thôi bạn. Sibucci với khả năng của mình thì New Lớp có thể san bằng tỷ số. Đây anh Dư, Minh Quy có thể chia sẻ cho anh Dư cũng đã phải trải qua một thời gian bị chấn thương hành hạ khá dài nha bạn. Minh Phương, nếu không thì tài năng của bóng đá xứ dừa chúng ta còn sẽ tiến xa hơn nữa. Tuấn Kiệt so với trình độ của mình. Cú đá đã có bàn thắng tiếp theo 7 đều. Bàn thắng này sẽ giúp cho trận đấu hấp dẫn hơn rồi các bạn. Quốc Hậu là người ghi bàn. Quốc Hậu đã ghi 2 bàn cho New Lớp trong 2. New Lớp thì chúng ta phải nói đến tinh thần chiến đấu đoàn kết nha các bạn. New Lớp đã là hoàn toàn mất đi thế trận trong hiệp đấu thứ nhất khi mà thời gian chính thức bước sang nửa sau.
Bước sang hiệp đấu thứ hai thì Thanh Sang đã được đôn lên đá cặp với Sĩ Búc Chi. Anh Sang thì có sức mạnh đã bù đắp cho Sĩ Búc Chi kỹ thuật với tốc độ. Duy Khánh, Hoàng Ân, Hoàng Nam đã có bàn thắng 8-7. Nguyễn Hoàng Nam là người ghi bàn. Tấn Tài, Tấn Kiệt phát bóng lên. Hồ Huy, Sĩ Búc Chi, bóng đã chạm vào Hoàng Nam, cú đá của Quốc Hậu. Sĩ Búc Chi, Minh Phương, Thanh Sang, trước đó thì Hữu Huy xử lý chưa bình tĩnh lắm bạn. Tấn Tài, pha bóng không có gì nguy hiểm. Trời Tấn Tài, Minh Phương, Hữu Huy, Thành Nguyễn là người cắt bóng. Bóng đã chạm vào thủ môn Hữu Huy, đá biên cho Minh Phương. Sĩ Búc Chi, Minh Phương, Tấn Tài, Vào 8 điều. Trần Tấn Tài là người ghi bàn. Đây đã là bàn thắng thứ hai của Tấn Tài trong trận đấu tối đêm nay. Các bạn cùng theo dõi lại cú đá của Tấn Tài. Tấn Tài đã nhấp một nhịp để tạo hơn trống. Thành Nguyễn, Tấn Tài, Ngọc Đức, đường truyền dành cho Ngọc Đức. Số 3 tên gì hiện tại? Đức nhìn số 3 coi. Thành Nguyễn, vẫn là anh Thành. Nhân xe lô, Hoàng Ân, Hữu Huy. Anh Thành cũng hay đi comment dạo trên Facebook là rảnh thiệt chứ nha các bạn. Hoàng Ân, Thành Nguyễn, Nhân xe lô, chưa được. Nhân gà muốn đột phá vào trong mấy bạn. Minh Phương, Tướng Kế chứ đẹp. Phạt bóng lên, tỷ số đang là 8 đều, 16 bàn thắng đã được ghi. Hữu Huy, Hoàng Dư, Hoàng Ân, Hoàng Dư. Nhân Sancelo đã có một clip dành cho mình.
Phút thứ 57 rồi mấy bạn. Nhật Sa Chalo đã chúc bay đi cơ hội. Văn Đức, Tấn Tài, Ngọc Đức, nguy hiểm. Hữu Huy cũng sẽ có một clip cứu thua cho mình. Bóng trúng bao xa ngang. Cú đá của cầu thủ Anthony Lop. Cú đá của Quốc Hậu. Hữu Huy, Hữu Huy đang có phong độ sức thần rồi mấy bạn. Vâng, Hữu Huy đang bị cuốn vào trận đấu. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống cứu thua xuất sắc vừa rồi. Thật không thể tin được là Hữu Huy có thể cứu được một bàn thua clip vừa rồi. Cơ hội đã trôi qua. Quốc Hậu rất nguy hiểm trên hàng công của cầu thủ New Lớp ở đấu thứ hai. Quốc Hậu cũng đã ghi hai bàn. Minh Phương, Minh Phương, Ngọc Đức, Minh Phương, Tấn Kiệt, Minh Phương, vào 98. New Lớp đã đẩy đội hình dòng mép các cầu thủ về sau bên phần sân nha. Hoàng Ân, 98 nghiêng về New Lớp. Thành Nguyễn, anh Thành, Ngọc Đức chiến đẹp. Không có nhiều khoảng trống cho Ngọc Đức đưa ra một cú đá thật sự đôi lực. Cơ hội đã trôi qua. Minh Quy không hề khó khăn để quá giải đợt tấn công vừa rồi. Tuấn Kiệt, được chuyện hay của Thành Nguyễn. Duy Khánh, Nhân Sa Chalo, Minh Phương, Tấn Tài. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu của các anh em đến từ Smartphone Nguyễn Phong. Hữu Huy, cú đá từ xa của Tuấn Kiệt. Bóng đá trả vào cầu dọc. Quốc Hậu chưa thể có hat-trick cho mình. Quốc Hậu đã có hai cơ hội trước đó thì xà ngang đã từ chối đi bàn thắng của Hậu. Lần này thì cầu dọc, Hữu Huy đã có được sự hỗ trợ đến từ vị thần may mắn trước hai pha dứt điểm vừa rồi của tiền đạo Quốc Hậu đến từ New Lớp. Hoàng Ân, Hoàng Dư, Nhân Sa Chalo. Nhân Sa Chalo, Nhân Gòm đơn giản sẽ không ghi bàn. Khó thì Nhân Gòm mới ghi bàn các bạn. Chúng ta cùng theo dõi lại đường truyền của anh Hoàng Dư. Trước đó thì anh Dư cũng đã phối hợp bằng gót cho Nhân Sa Chalo. Cơ hội còn ngon ăn hơn nhiều các bạn. Ở lần này thì một cách nào đó chân phải của Nhân Sa Chalo lại ghi bàn. Hữu Huy, bóng đã chạm vào xa ngang. Tuấn Kiệt, đá phạt lên. Các anh em tuy vào bóng quyết liệt nhưng mà biết đêm dần mấy bạn hoang hô. Các anh em sức khỏe phải đặt lên đầu nha mấy anh em. Nhân Sa Chalo, tỷ số đã được sang bằng 9-9. Thành Nguyễn, Ngọc Đức, nếu như chắc chịu hơn thì Nhân Sa Chalo có thể ghi hơn một bàn nha bạn. Trong hai, Tấn Tài, Thành Nguyễn, anh Thành. Chưa được, anh Thành đẩy bóng hơi dài rồi mấy bạn ơi. Tuấn Kiệt đã có bàn thắng tiếp theo. New Lớp rất nguy hiểm nhưng tôi đoán phải cao nhanh. Các tên đáng chú ý như là Tâm Nhỏ, Tuấn Kiệt, Neymar, Quốc Hậu và cả Shin Bút Chi. Các cầu thủ của New Lớp không cần phối hợp nhiều mà chủ yếu là dứt điểm từ xa các bạn. Hoàng Dư, điều này cũng gây nhiều khó khăn cho thủ môn Phú Huy. Hoàng Ân được chuyền vào trong bàn đầu. Di Khánh, Minh Phương, Tấn Tài, Tuấn Kiệt, Hữu Huy. Pha can thiệp trúng bóng nha bạn. Bóng có cò trong sân.
phạt bóng lên. Tuấn Kiệt cũng có vẻ đã thấm mệt. Nhân Sancelo, các cầu thủ của A Mập cũng chưa hiểu ý anh Hoàng Dư lắm các bạn. Duy Khánh, anh Dư có thể thực hiện những đường chuyền khó. Thành Nguyễn, các anh em có thể thoát xuống. Hoàng Ân, Duy Khánh, Hoàng Dư, Minh Tâm. Tâm nhỏ, Hữu Huy, xong gió đã trôi qua. Hoàng Ân, Minh Tâm, Phong Linh. Hoàng Ân, Khắc Chiến là người đã có cú đá vừa rồi. Thành Phú, Tấn Tài, lỗi đẩy rồi các bạn. Đâu lên, Hoàng Ân, Hoàng Dư, Minh Quy, Minh Phương. Lại thế đang nghiêng về New Lớp. Một bàn. Thành Phú, Tấn Tài đã có lỗi, đã phạt cho Tấn Tài. Tấn Tài sau nỗ lực vừa rồi cũng đã bị đau. Nếu như mà thể hình của Tấn Tài gõ hầu tí là cầu thủ đã khó chịu đấy bạn. Thế là hiện tại khiến cho Tấn Tài không có nhiều tốc độ trong những pha xử lý của mình. Minh Phương, Hữu Huy, cú đá bằng chân trái của Minh Phương. Công Phượng đã được trả lại sân, vào thay cho Ngọc Đức. Hữu Huy, Hoàng Ân. Công Phượng trả lại thì sức mạnh nơi hàng tiền vệ sẽ được củng cố cho các thủ mập. Hoàng Dư, Nhân Sancelo, Minh Quy, Duy Khánh, bóng đã chạm vào Văn Đức, đá biên. Duy Khánh, Thành Nguyễn, Công Phượng, bóng đã chạm vào tầm nhỏ, đá biên cho Thành Nguyễn. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu của Smartphone Nguyễn Phong. Hai anh em Hoài Ân và Nguyễn Phong sẽ tham gia vào giải bóng đá U18 V-Sport toàn quốc năm 2024 trong màu áo của câu lạc bộ BA. Công Phượng, Hoàng Dư, rất đẹp mắt. Anh Dư muốn phối hợp cùng với Duy Khánh, Minh Quy, và phối hợp mà khá hay với Nhân Sancelo, Khắc Chiến, Thành Nguyễn, Duy Khánh. Đường chuyền hơi khó cho Nhân Gòm. Nhân Gòm cũng đã ghi những bàn thắng cho câu lạc bộ A Mộc mà trong trận đấu này. Thành Phú, Tâm Nhỏ, Thành Nguyễn, Nhân Gòm. Pha bóng chiến thuật. Tân Thái, Hữu Huy, Nhân Sancelo, Công Phượng, Thái Rianto, Công Phượng, Hoàng Dư, đường chuyền chưa chính xác, Minh Phương,
Thành Phú, Minh Phương, Công Phượng. Đá phạt lên. Hoàng Dư. Nhân sai xe lô. Minh Quy. Khắc Chiến. Một đường chèn quá mạnh cho Thanh Phú các bạn. Trong tình huống vừa rồi Thanh Phú mới bay ghim cái đầu vô mới kẹp Phú ơi. Hữu Huy. Văn Đức. Trong trận đấu này thì Văn Đức thi đấu khá thầm lặng. Tâm nhỏ. Minh Tâm. Hoàng Ân. Văn Đức. Thành Phú phong lên. Đây là những hình ảnh đến từ hiệp thi đấu thứ hai trận đấu giữa câu lạc bộ Amos Sport và câu lạc bộ New Look, khuôn khổ giải bóng đá do Hội Kết Nối Đam Mê sân 7 người năm 2024. Trận đấu được bắt đầu vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 28 tháng 3. Công Phượng. Và được phát sóng live stream trên nền tảng truyền thông thể thao Gon Airplay Facebook. Hoàng Ân. Nhân sang xe lô. Công Phượng. Đây cơ hội. Bóng đã chạm vào hậu vệ Văn Đức. Khắc Chiến. Rất nỗ lực. Lỗi thuộc về Tấn Thái. Văn Đức và Khắc Chiến đã phối hợp rất nguy hiểm và lăng cánh. Một quả đá chìm của Khắc Chiến pha bóng lên. Tấn Thái. Hoàng Dư. Wow. Tiếp tục là bàn thắng bằng chân phải của Nhân Sancelo. Chân phải bén duyên hay chân trái nha các bạn. Với sự góp mặt của anh Hoàng Dư thì những kỹ năng của Nhân Gòm đã được khai thác triệt để các bạn. Nhân Gòm có khả năng thoát xuống và chọn vị trí hợp lý. Thành Phố không phải là Trương Thận. Hữu Huy. Hoàng Ân. Hoàng Dư. Tiếp tục là đường cho khe rất hay. Vào. Pha phối hợp của hai anh em ruột Nguyễn Hoàng Ân và Nguyễn Hoàng Dư. 11-10. Minh Phương. Chủ tịch câu lạc bộ smartphone Nguyễn Phong đã có mặt rồi các bạn. Tâm nhỏ. Tâm nhỏ. Hoàng Ân. Hoàng Dư. Thời niên thiếu thì vị trí sở trường của anh Hoàng Dư là tiền vệ tấn công nha các bạn. Minh Phương. Nhận sai xe lô. Thành Phú là người đã có cú đá trúng vào Hữu Huy. Minh Phương. Văn Đức. Hữu Huy đã có bàn thắng tiếp theo. Hai mươi hai bàn thắng đã được ghi và chia đều cho hai đội bóng 10 bóng đều.
Cơn mơ bàn thắng luôn các bạn. Thủ thành Hữu Huy có một tình huống cản phá hay, tuy nhiên là phá bóng chưa dứt khoát lắm bạn. Thanh Sang. Điều đó đã tạo điều kiện cho Thanh Phú băng vào. Thanh Sang. Cú đá của anh Hoàng Dư. Minh Phương. Nhân sang xe lô. Hữu Huy. Thanh Phú. Tâm nhỏ. Lỗi đá bật lên. Cơ hội đã trôi qua. Tay trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim. Cơ hội đã trôi qua. Đường truyền cũng không vừa tầm với đà băng lên của anh Hoàng Dư. Khắc Chiến. Trong tình huống vừa rồi anh Dư mà dứt điểm thì phải lộ một vòng mới dứt điểm được nha bạn. Bóng đã chạm vào sàn ngang. 3-4 tình huống khung thành đã cứu thua cột dọc và cả sàn ngang của thủ môn Hữu Huy. Trong thi đấu cũng phải nhắc đến một chút ít sự may mắn nữa nha các bạn. Hoàng Ân. Trịnh Phú là người bào thai cho Thành Nguyễn. Hữu Huy. Hoàng Ân. Công Phượng. Văn Khải. Rất là hợp các bạn ơi. Hai đội bóng đang hòa nhau. Hiệp 2 cũng đã trôi về những phút cuối. Nhân sang xe lô. Phong lên. Bóng đã chạm vào nhân sang xe lô. Văn Khải sẽ được rút cho ra nghỉ. Hồng Thuận xin đập điện là người bào thai. Hôm nay anh xin có vẻ là chưa có phong độ cao đó các bạn. Văn Đức. Anh xin làm xe rất tâm huyết nhưng mà dư luận không có tốt cho anh xin nha bạn. Nhân sang xin lỗi. Đây là xin bút chi. Không, đó là xin đập điện. Minh Phương. Trí Cường. Anh Cường. Hữu Huy. Minh Phương. Đá phạt. Lỗi thuộc về nhân xe lâu. Quang Phú. Trịnh Quang Phú. Nhân sang xe lâu. Minh Phương. Trí Cường. Khắc Chiến. Phật Góc. Phật Góc. Cú đá của Thành Phú. Hoàng Ân. Văn Đức.
Trí Cường sẽ mang về quả đá góc, bóng đã chạm vào Trịnh Quang Phú. Thời gian cuộc đấu thứ hai là không còn nhiều. Liệu rằng đội bóng nào sẽ vươn lên trong những phút còn lại? Trí Cường, bóng đã chạm vào cầu vòng, đi ra ngoài, nỗ lực của Trí Cường. Công Phượng, Hoàng Phú, xin cảm ơn em Tấn Đạt. Công Phượng, Hoàng Dư, Minh Quy đã rất nhanh. Hoàng Ân cũng tránh va chạm trong tình huống vừa rồi bạn. Hoàng Phú, Minh Phương, Công Phượng, Hoàng Ân, Hoàng Phú, đây. Khắc Chiến, Tấn Thái, Hoàng Phú, Công Phượng, đường chuyền hơi non, Tấn Thái, Hữu Huy. Đường chuyền vừa rồi đã khiến cho Tấn Thái hơi bị thất thế nha bạn. Hữu Huy, Minh Phương, Văn Đức, Tấn Thái rất nỗ lực. Hoàng Ân, nhận sai xe lâu. Đá phạt cho nhân sai xe lâu. Minh Phương, Hữu Huy, Văn Đức, Minh Phương, thầy bảy chưa cắt còi các bạn. Tấn Thái, Hoàng Ân, Công Phượng, Thanh Sơn. Vâng, vậy là đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Xin chúc mừng cho A Mập và New Lớp đã bắt phần cao thấp. 22 bàn thắng đã được ghi trong trận đấu này. Đến đây thì phần bình luận trực tiếp của đơn vị truyền thông Gold Play cũng xin tạm kết thúc. Gửi lời cảm ơn chân thành đến quý giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.